Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nick số 2 Olympic của khối lớp 9 vòng số 7. Bài thi số 1. Tìm cặp bằng nhau. Hy vọng là có câu khó để mình rèn luyện ha. Hai mươi tám người ta cho rồi, trừ hai căn ba, trừ hai căn ba, giữ lại một. Cái biểu thức này thôi, kem bấm máy luôn cho nó nhanh. Ta tính bằng tay thì ta nhân với lượng liên hợp ha. Tính tay luôn, tính máy luôn cho rồi. 2 trên 7 cộng cho 4 căn 3 và cộng cho 2 trên 7 trừ cho 4 căn 3 cho em ra 28. 28 đẹp quá trời. Cái này thì cũng bấm máy cho nó gọn cho em ơi. Căn 0,81 cộng căn 0,01 cộng 0,01 căn 0,81 cộng căn 0,01 rồi cộng cho căn bậc 3 của âm 1,25 nó bằng lằng nhằng kia trừ 0,077. Ở trên này mình tính được coi nó ra cái gì, trừ 2 căn 3 tính sắp xỉ đó luôn, trừ 3,46 thì này ra trừ 3,46 này. Tìm x biết căn x bằng 2 và x sẽ bằng 4. Trời hỏi dễ quá. 4. Đi thi mà gặp mấy cái đề này thì thôi giải nhất chắc rồi. Ở dưới này 6 căn 48 trừ 2 căn 27 trừ 4 lần căn 75 nó bằng trừ 2 căn 3 kia. Trên máy 5.7 VN Plus nó ra trừ 2 căn 3 tức là trừ 3,46 sắp xỉ đó. Cái này thì người ta cho một biểu thức mà không cho A gì hết, tức là không phụ thuộc vào biến A rồi đúng không? Thì các em dùng kỹ thuật ở trong khóa học V91 giải quyết cũng được. Còn nếu thích biến đổi cho nó thể dục thể thao thì mình biến đổi ha. 1 trừ A căn A tức là 1 trừ căn A tất cả mũ 3 đó kìa. Vậy ở trên tử nó sẽ là 1 trừ cho căn A nhân bình phương thiếu của tổng và 1 cộng cho căn A rồi cộng cho A. Ở dưới là 1 trừ căn A rồi đang cộng cho A, rồi căn A. Rồi tất cả cái này nằm trong cái ngoặc hoặc vuông. Rồi bây giờ thì tiếp tục biến đổi tiếp. Cái biểu thức bên cạnh 1 trừ căn A bình, thầy để nguyên đi, 1 trừ căn A tất cả bình. Rồi ở dưới là 1 trừ A thì phân tích ra là thành là 1 trừ căn A rồi nhân cho 1 cộng cho căn A rồi bình, vậy là bình chung tha phá thành bình riêng đi. Bằng tiếp này rút gọn. Vậy trong cái ngoặc vuông thứ nhất là 1 trừ căn A rút gọn với 1 trừ căn A là hết. Còn lại 1 cộng cho căn A cộng cho A cộng cho căn A ha. Xin lỗi, cộng cho căn A ở trong cái dấu ngoặc. Rồi biểu thức bên ngoài rút gọn là còn lại là 1 trên 1 cộng cho căn A bình. Đó, vậy thôi. Thì các em để ý cái này chính là căn A cộng căn A là thành 2 căn A, đúng không? Vậy thì bỏ cái này đi. Thì thành hàng bản thức nè. Cái này chính là 1 cộng căn A tất cả bình. Vậy rút gọn với mẫu hết luôn, vậy bằng 1 ha. Bằng 1. Rồi, bây giờ ta chọn những cái ô giống nhau. 1 với 1 trừ 4
Ủa, không có trừ 4 à? Đáp án là trừ 4 đâu? Vậy nè. Đây à? Đây à? Đây với cái này mà. Ủa, đáp án trừ 4 đâu ta? Đây là 4 mà. Vậy đi cái này. Thử lại thử coi. Căn 0,81 cộng căn của 0,01 được cộng cho căn bậc 3 của âm 125. Nên ra trừ 4, đúng rồi. Đi cái này đi. Này nãy thì tính sai rồi. Cái này đi với nhau. Rồi trừ 2 căn 3 đi với trừ 2 căn 3. 28 đi với 28 và hai cái này đi với nhau. Rồi ok. Đợi thầy xíu nha, thầy có điện thoại. Khai phương cái này. Khai phương cái này thì các em sẽ ra giá trị tuyệt đối của 4x trừ 1 thôi, trên lớp mình học rồi. Căn x bình thì bằng giá trị đối với x. Như vậy là giá trị đối x bằng 3 luôn. Ha. Hàm số bậc nhất hả? Thì là cái này. 6 là căn 36, còn 4 đẩy vô trong căn là 16, 16 x 2 là mới 32 thôi. Căn 36 thì phải lớn hơn căn 32 rồi. 6 lớn hơn 4 căn 2 ha. Cái này ở nít số 1 thì giải rồi các em nha. Nó ra 2 cộng 2 căn 6. Các em tính tay cũng được, mà bấm máy cũng ra y chang 2 căn 6 luôn. Cái này thì chúng ta đã quá nhuyễn rồi. Trong cái bài giảng số 4 về min max của khóa học V91 thì thầy đã hướng dẫn cách làm rồi ha. Lớp 8 nó cũng làm tốt mà. Rồi giá trị nhỏ nhất là 5/2, đạt được khi x bằng trừ 1/2 các em nhé. 5/2 này. Còn nếu mà là bài toán trình bày bài toán theo kiểu tự luận á, thì các em sẽ làm như sau. A bằng rút 2 ra làm nhân tử chung ở trong phần x mũ 2 cộng x và cộng cho 3/2 bằng tiếp 2 nhân cho x mũ 2 cộng cho 2 nhân x nhân cho 1/2 rồi cộng cho 1/4 rồi cộng cho 3/2 là 6/4, lấy 1/4 đi là còn 5/4. Như vậy nó bằng tiếp là 2 nhân cho x cộng cho 1/2 tất cả bình rồi cộng cho 5/4 với em nhé. Vậy cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là 2 nhân cho 5/4 tức là 5/2 đó. Giá trị nhỏ nhất là 5/2 và đạt được khi cái chốt này bằng 0 này, tức là x bằng trừ 1/2. Ở đây người ta hỏi a min thì mình nhập 5/2 ha. Cái này thì kem giải bình thường thôi, dùng chức năng giải mà thầy đã dạy cũng được. Bằng trừ 1. Rồi cái này mình lười thì mình bấm máy luôn. Còn không thì mình trục căn ở mẫu từng cái rồi mình cộng ha, tùy các em. Rồi đáp án ra 8 trừ căn 7 trên căn 7. Rồi bài này, bài này thấy có vẻ hoành tráng nha. Bài này có vẻ hoành tráng nha. X
cộng căn căn bằng 0. Ta thử dùng máy ta tìm để có kết quả không? Cái bình phương hai vế dần lên kia, căn x cộng cho 1/2 rồi cộng cho căn của x cộng cho 1/4. Giả sử các biểu thức có nghĩa hết đi, ta chuyển x qua bên phải ha, rồi giờ bình phương lên, bình phương lên thì các em sẽ có là x cộng 1/2 rồi cộng cho căn của x cộng 1/4 là bằng trừ x tất cả bình là bằng x bình. Đó. Tiếp tục đẩy qua bên kia. Đây, x cộng 1/2 kem đẩy qua bên này. Đổi dấu ha, trừ x trừ 1/2. Đó. Rồi tới đây mình lại bình phương hai vế nó thích x cộng cho 1/4 thì nó sẽ bằng cái anh này bình phương này. Hơi hoành tráng, nó bằng đó bình phương. Giờ thì khá hoành tráng ha. Giải tiếp x cộng cho 1/4, cái hàng đẳng thức này thì em biết rồi đúng không? A cộng B cộng C tất cả bình thì bằng A bình cộng B bình cộng C bình cộng 2AB cộng 2BC cộng 2CA. Giờ thầy phá ra nè, x bình tất cả bình là bằng x mũ 4, rồi cộng cho trừ x bình là thành x bình thôi, rồi cộng cho 1/2 tất cả bình là bằng 1/4, rồi cộng cho 2 lần A nhân B là thành trừ 2 x mũ 3, rồi 2 lần BC là thành 2 trừ nhân trừ thành cộng, 2 nhân x nhân cho 1/2 là thành x. Rồi tiếp tục là cộng cho 2 lần AC nữa, tức là 2 nhân x bình nhân cho trừ 1/2 thì thành là trừ x bình. Rồi như vậy hai bên này có x cộng 1/4, với x cộng 1/4 là mình giãn lực được kem nè. Thì cuối cùng mình còn là x mũ 4 trừ 2 x mũ 3 là bằng 0 thôi. X cộng 1/4 với lại x cộng 1/4 đây là hết nè, giãn lược hai bên. Rồi x bình trừ x bình nữa là hết. Vậy là ta còn x mũ 4 trừ 2 x mũ 3 cộng x nữa chứ. Rồi ta giải cái này bằng phương trình tích kìa. X mũ 3 trừ 2 lần x bình cộng 1 bằng 0. Như vậy ta suy ra được một cái rồi đó. Một cái là x bằng 0, và một cái là x mũ 3 trừ 2 x bình cộng 1 là bằng 0. Rồi thử dùng kỹ thuật giải phương trình bậc 3 mà thầy dạy trong khóa học V91 cho em giải thử. Giải cái phương trình con này nè, x mũ 3 trừ 2 x bình cộng 1 á. Ồ, có nghiệm kìa. Có kết quả đó. Tôi 3 kết quả luôn. 3 kết quả luôn. Cái này mình lôi ra nháp mình giải đi. Rồi, thì lối này ra nháp rồi. Sao đó. X mũ 3
phân tích nhân tử thôi, trừ x mũ 2 trừ x mũ 2 cộng 1 bằng 0. Từ đây suy ra là x mũ 2 x trừ 1 trừ cho x mũ 2 cộng 1 vô mặt là thành mũ 2 trừ 1 kìa bằng 0. Rút nhân tử chung ra kìa, nó có x trừ 1 chung nè, trong x bình trừ 1 là có x trừ 1 đó. Vậy thầy lấy x trừ 1 ra dùng chung, vậy ở trong sẽ còn lại là x mũ 2 trừ cho x cộng 1. Hàng đẳng thức tách ra rồi ha, phá ngoặc luôn đi, là thành trừ x trừ 1 bằng 0. Như vậy là ta suy ra là một cái x bằng 1 và x bình trừ x trừ 1 sẽ bằng 0. Cái này thì ta suy ra là x bình trừ x cộng 1/4 trừ cho 5/4 bằng 0. Rồi suy ra tiếp là x trừ cho 1/2 tất cả bình sẽ bằng 5/4 em nhé. Cái này bài dành cho học sinh giỏi rồi. Từ đây mình suy ra là x trừ cho 1/2 sẽ bằng cộng trừ căn 5/2. Tóm lại chúng ta có tất cả là 4 phần x kia. X bằng 0 chưa thử lại nha, x bằng 1 rồi x bằng cộng trừ căn 5/2 rồi cộng cho 1/2 nữa, 1/2 này chuyển qua này kia, trừ 1/2 này chuyển qua là cộng 1/2 này. Bây giờ 4 kết quả này chưa chắc là kết quả thực sự của cái phương trình này đâu các em nhé. Giờ mình phải thử lại nữa. Bây giờ thầy lấy x bằng 0, thử lại, không thấy ở đây, nhập máy nè, x cộng cho căn của x cộng 1/2 thử luôn. Vậy là nó bằng căn 1/2 cộng căn 1/4 là thành 1/2 cộng 1/2 là bên trái, loại rồi, x bằng 0 loại. Bên trái là ra dương, bên phải ra không thì đâu có bằng nhau được. X bằng 1, x bằng 1 em thử thôi, là nó sẽ thành gì ta, 1, bấm máy thử nha. Nếu x bằng 1 thì coi thử nó có ra không không? Không thể ra được. 1 rồi 1 dương dương cộng nhau lấy căn thì làm sao mà ra không được. X bằng 1 loại luôn, không cần thay thế vô cũng thấy mà. X bằng 0 loại, thử lại cái nhé, cái này gọi là thử lại. Giải những phương trình vô tỉ chứa căn là thường thường mình phải thử lại mới chắc cứu được. Tương tự x bằng căn 5/2 cộng cho 1/2 cũng sẽ loại, bởi vì đây là một số dương. Số dương mà cộng 1/4 rồi cộng 1/2 rồi cộng cộng tùm lum hết thì nó sẽ tạo thành một kết quả dương, mà dương thì không thể bằng 0 được. Đó, loại luôn. Giờ chỉ còn anh này thôi, là trừ căn 5. Thầy thử nha, trừ căn 5 rồi cộng cho 1 tất cả trên 2. Thầy thực hiện những kỹ thuật mà thầy dạy ở trong khóa V91 để thầy kiểm tra. Rồi bắt đầu lưu kết quả và ấn x nè cộng căn của x cộng 1/2 rồi cộng cho căn của x cộng 1/4 cũng bằng, báo lỗi,
Như vậy là loại luôn nha. Loại luôn. Chỉ còn là trừ căn 5 ha. Trừ căn 5 cộng 1 trên 2. Thử này cũng bị loại luôn. Vì sao vậy? Bởi vì trừ căn 5 cộng 1 trên 2 mà các em đem cộng với 1/4 cho nó ra bao nhiêu? Nó ra số âm thôi. Chỉ còn cái này loại luôn. Loại vì làm cho x cộng 1/4 âm. Suy ra căn của x cộng 1/4 không xác định. Em thử đi. Như vậy là loại luôn, không có đáp án nào hết. Bài khó, phương trình chứa căn hơi khó. Một bên là a bình bị trừ đi 1, còn một bên là a bình chưa bị trừ đi 1. Thì cái này nhỏ là nhỏ hơn là cái chắc rồi. Hỏi lẫn xẹt không? A trừ 1 nghe cộng 1 là a bình trừ 1 thì phải nhỏ hơn a bình chứ. Ta qua bài thi số 3. Vượt chướng ngại vật. Cái này các em có thể bấm máy nếu thích nha. Bằng 2 nha. A âm thôi. A nhỏ hơn 0 thì căn ít bằng một số nhỏ hơn 0 không bao giờ có nghiệm được. Căn ít thì phải luôn luôn lớn hơn một bằng không. Căn hai số học em đã học rồi. Cái này ta bấm máy luôn cho nhanh chứ. Biến đổi bằng tay cũng hơi lâu. 4 căn 2 cái này biến đổi bằng tay cũng là một vấn đề đó nha. Căn 5 trừ căn 3. Căn của 4 trừ căn 15 bằng 2 nha. Như vậy ta vừa dùng đường tà đạo để chúng ta giải không? Bây giờ cũng áy náy lương tâm đúng không? Nếu mà làm bằng tự luận thì mình làm sao? Em trích căn 2 ra làm nguyên tử chung, ở trong còn 4 trừ cho căn 15 rồi nhân cho căn 5 trừ căn 3 đứng đợi ha. Rồi nhân cho căn của 4 trừ căn 15. Rồi phải copy cái này xuống. Cái căn 2 đầu tiên á, thì nhân với cái căn cuối cùng, ép vô căn cuối cùng thì nó thành 8 trừ 2 căn 5. Rồi bây giờ 8 trừ 2 căn 5 thì nếu các em tinh ý các em xé 8 ra thành 5 cộng 3. Còn trừ 2 căn 15 á, chính là căn 5 nhân cho căn 3. Đúng không? Tới đây thì nó sẽ bằng là cái này để nguyên chờ đợi nè. Còn cái căn này thì các em biết rồi, nó sẽ biến thành, ở trong căn nó sẽ biến thành là căn 5 trừ cho căn 3 tất cả bình. Rồi như vậy là cái này nó biến thành giá trị tuyệt đối của căn 5 trừ cho căn 3 mà bằng chính nó luôn. Bởi vì đây là căn 5 thì căn 3 là số dương ha. Như vậy là thành căn 5 trừ căn 3 tất cả bình. Thầy xóa cái cuối đi. Tiếp tục bằng 4 trừ căn 15
Rồi cái này hàng đẳng thức này phá ra là thành 5 trừ cho 2 lần căn 15 và cộng cho 3. Mà 5 cộng 3 thì thầy biến thành 8 luôn đi. Rồi giờ thầy nhân tung ra, hoặc là thầy rút số 2 ra ngoài, rút 2 ra ngoài làm nhân trị chung. Chỗ 8 trừ 2 căn 15 thì rút 2 cộng 4 trừ căn 15 hàng đẳng thức kìa. Giờ nó bằng 2 nhân cho 4 bình trừ cho 15. 4 bình là 16 trừ 15 là bằng 1, nhân 2 là bằng 2. Đó, con đường chánh đạo là nó là như thế em nhé. Còn con đường tà đạo nó xong lâu rồi, bấm máy xong lâu rồi. Rồi, giá trị lớn nhất. X bình trừ 6X cộng 14 đạt như là đạt minh là cái này thầy dạy trong khóa học V91 rồi ha. 1 6 4 minh là bằng 5 khi x bằng 3. Như vậy là căn của cái này đạt min là căn 5, đạt nhỏ nhất là căn 5 khi x bằng 3. Suy ra 5 trừ cho cái này sẽ đạt max, sẽ đạt max là 5 trừ căn 5 cũng khi x bằng 3 luôn. Đó, thầy giải cho các em là cả giá trị lớn nhất và cả đạt được khi nào luôn nha. X bằng 3 ha. Câu cuối cùng của nick số 2, thầy sẽ tiếp tục giải nick số 3 nữa, các em đón xem ha. Cái này nếu các em lười thì ta bấm luôn ha, còn không thì ta dùng cái nhị thức Newton hay là hàng đẳng thức đủ kiểu hết á ha, hoặc là nhân rồi trừ. Bây giờ còn 14 phút, thầy sẽ hướng dẫn các em làm theo một cái kiểu cũng nên để ý ha. A lớn là bằng x mũ 15 trừ 8 x mũ 14 cộng 8 x mũ 13 trừ 8 x mũ 12 cộng vân 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 trừ cho 8 x mũ 2 rồi cộng cho 8 x trừ cho 5. Làm cho gọn lại rồi bấm. Bây giờ thầy nhân A cho X thì nó sẽ bằng X mũ 16. Nói chung y chang trên này luôn, không khác gì luôn. Chỉ có số mũ là tăng lên một bậc thôi. Mũ 16 ở đây thành mũ 15, ở đây thành mũ 14, ở đây thành mũ 11, ở đây thành mũ 13, xin lỗi kia, ở đây thành mũ 3, ở đây thành mũ 2, còn ở đây thêm x mũ 1. Rồi giờ các em lấy cộng lại A cộng cho AX thì nó sẽ triệt tiêu dần dần đi ha. Nó sẽ bằng x mũ 16 cộng cho x mũ 15, x mũ 16 này cộng x mũ 15 này, à xin lỗi, x mũ 15 cộng cho trừ 8 thì sẽ thành trừ 7 đó. Trừ 7 x mũ 15, còn hai này thì hết, để cùng cột cộng cho dễ mà. Hai này hết, hai này hết, hai này hết, cứ thế hết, cái này hết luôn. Trừ 8 x, à cộng 8 x trừ 5 x là còn lại là cộng 3 x, trừ cho 5 thôi.
Như vậy là ở đây rút A ra làm nguyên tử chung đi, là trong còn 1 cộng X nha. A cộng S là rút A ra là còn 1 cộng X. Còn hai cái vế phải cộng lại thì ra cái gọn gàng này nè. Và từ đây các em suy ra A sẽ bằng X mũ 16 vân vân, rồi chia cho 1 cộng cho X. Rồi giờ mình bấm máy ha. X mũ 16 X mũ 16 trừ 7 X mũ 15 X mũ 16 trừ 7 X mũ 15 cộng 3 X trừ 5 trên 1 cộng X. Rồi nhập X, nhập X bằng 7, đáp án ra 2 kìa. X bằng 7 thêm nhé. Rồi hẹn gặp lại các em ở nick số 3. Các em nhớ đăng ký gấp các cái khóa học của thầy để nâng cao trình độ ở sắp thi vòng trường rồi ha. Đừng để rớt, rớt thì uổng phí lắm. Rồi chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick số 3. Bye bye.